chung cư đã có sự tăng giá liên tục trong thời gian qua và nhóm phóng viên của chúng tôi cũng đã ghi nhận về diễn biến giá trên thị trường chung cư. Mời mọi người cùng theo dõi. Thưa quý vị, trước đây nhiều người nghĩ rằng chung cư là tiêu sản vì cho rằng chung cư chỉ có thể để ở, khó có khả năng tăng giá. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái đến nay, thị trường chung cư đã có bước chuyển ngoạn mục khi giá liên tục tăng. Như giá chung cư tại khu vực tôi đang đứng tại đây, vào cách đây 4 đến 5 năm trước thì giá mở bán chỉ vào khoảng 30 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, đến nay giá đã tăng lên khoảng gần 45 triệu đồng một mét vuông, tức là tăng gần 50% so với giá bán ban đầu. Chung cư vẫn được đánh giá là điểm sáng của thị trường bất động sản từ nay cho đến cuối năm.